Dự án Thủ Thiêm Sai River. Đây là dự án căn hộ thứ hai của tập đoàn GSENC, là siêu phẩm căn hộ hạng sang 6 sao, danh giá bậc nhất khu vực quận 2. Theo đó, cư dân khi sinh sống trong khu vực sẽ được hưởng những tiện ích nội khu tuyệt vời, cùng không gian sống đẳng cấp và an ninh tốt. Vậy thì trong video ngày hôm nay, quý vị và các bạn thân mến, hãy cùng kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi tìm hiểu thêm về dự án này nhé. Vị trí dự án Thủ Thiêm Sai River nằm trên đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc phường An Khánh, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con đường xuyên tâm, cửa ngõ chính của khu đô thị Thủ Thiêm, kết nối quận 7 với Bình Thạnh thông qua cầu Thủ Thiêm 1 và 4. Thực tế, dự án nằm ngay điểm giao cắt của đại lộ Vòng Cung, đường Trần Bạch Đằng và đường Nguyễn Cơ Thạch, nằm liên kề với khu dự án căn hộ cao cấp The River Thủ Thiêm. Nếu đi từ Landmark 81 qua cầu Thủ Thiêm 1 thì khoảng 400m là tới được dự án. Với 3 dòng sản phẩm bao gồm biệt thự, penthouse và shophouse thương mại, Thủ Thiêm Sai River chắc chắn sẽ trở thành nơi an cư lý tưởng, một cộng đồng văn minh, đón nhiều tài lộc nhờ view sông thoáng rộng rãi mà bất cứ ai cũng mong ước sở hữu. Dự án căn hộ cao cấp Thủ Thiêm Sai River được phát triển các dòng sản phẩm căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ và căn 4 phòng ngủ. Ngoài ra còn có biệt thự, villa, condotel cùng những căn nhà phố. Với diện tích đa dạng, cách thiết kế và phân chia từng khu vực hợp lý nhằm tối ưu hóa diện tích sử dụng và đem lại không gian tiện nghi, thoải mái nhất khi sinh sống. Vậy còn tới thời điểm hiện tại thì dự án đã như thế nào? Thì dự án đã và đang triển khai xây dựng giai đoạn 1, gồm 2 tòa đã xong phần móng. Một tòa đã xây dựng đến tầng 4 và một tòa đang xây dựng xong tầng 5. Vị trí của dự án Sai River nằm ở lô 3.33.7 và 3.11. Quy mô gồm 3,3 ha, nằm trong khu chức năng số 3, khu đại đô thị Thủ Thiêm. Với giai đoạn 1, Sai River Thủ Thiêm triển khai trước tại lô 3.11, với diện tích là 9.125,8m2, với 2 tòa tháp cao 25 tầng và 32 tầng, cùng 4 tầng khối đế và 2 tầng hầm. Về quy mô, dự án có tổng quy mô 3,3 ha, với thiết kế 6 tòa tháp cao tầng và thấp tầng. Phần đế rộng hơn 2.000m2, được phân chia làm nhiều dãy phố để kinh doanh nhà hàng ẩm thực, shop quần áo. Về phần xây dựng, dự án được tư vấn thiết kế bởi BTW Architects, đơn vị thiết kế đến từ Australia, nổi danh thế giới với những tác phẩm kiến trúc siêu chất lượng. Và theo đó, dự án sẽ được thiết kế với mật độ thấp tầng, với các vật liệu không gây ô nhiễm đến môi trường. Do vậy mà quý vị không chỉ sở hữu căn hộ Sai River Thủ Thiêm, mà còn được hưởng nhiều tiện ích nội khu cao cấp, bao gồm bãi đậu xe thông minh, sân chơi, khu nướng BBQ, trung tâm thương mại đa chức năng, siêu thị điện máy, hồ tràn bờ, hồ bơi cho người lớn và trẻ nhỏ. Nhà hàng ở tầng 5 phục vụ ẩm thực phương Tây và món Việt, phòng hoạt động chung, các phân khu, phòng tập gym, phòng học yoga, dịch vụ ăn uống, spa, hay là công viên nội khu, đường đi dạo, camera an ninh giám sát 24/24 và trực 24/7 để đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài những tiện ích nội khu, thì cư dân Sai River Thủ Thiêm còn được thừa hưởng nhiều tiện ích và dịch vụ các dự án khu đô thị hạng sang lân cận, đầy đủ các tiện ích phục vụ việc học tập, giải trí, mua sắm, thỏa mãn nhu cầu cuộc sống, cụ thể như là giải trí là quảng trường trung tâm Thủ Thiêm, cầu đi bộ Thủ Thiêm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, các điểm tham quan, vui chơi của khu phức hợp chung quanh. Về giáo dục, gồm có các trường phổ thông của Anh Quốc và Australia, từ cấp 1 cho đến cấp 3. Về y tế, bao gồm các cơ sở ngoài như Bệnh viện Quốc tế Thảo Điền, Phòng khám đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ, v.v. Các khu dịch vụ thương mại bao gồm có siêu thị Big C, Vincom, Lotte Center. Và ngoài ra thì xung quanh chung cư Thủ Thiêm Sai River cũng có rất nhiều cơ quan của nhà nước. Cư dân khu đô thị có thể di chuyển đến 2 địa chỉ Ủy ban Nhân dân quận 2 và Công an thành phố Thủ Thiêm. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, đừng quên hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau và đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi.